Xin chào quý vị và các bạn. Thông tin hôm nay tôi muốn mang đến các bạn đó là về Công Phượng. Như các bạn đã biết, Công Phượng đã dự xong kinh cúp và hiện tại đang ở Việt Nam. Anh ở Việt Nam để làm thủ tục chuẩn bị cho chuyến sang Pháp. Biết là Công Phượng sẽ có khoảng từ 7 đến 14 ngày để làm thủ tục visa để chuẩn bị cho chuyến thử việc tại Pháp. Như chúng ta đã biết, một số thông tin đang đồn đoán về biến động mới của Công Phượng. Trong đó thì ngay cả như báo chí của Pháp cũng đã đưa thông tin về Công Phượng sang thử việc ở một câu lạc bộ hạng 2 nước Pháp, đó là câu lạc bộ Paris. Câu lạc bộ này hiện tại đang đóng quân tại thủ đô Paris của nước Pháp. Theo một số thông tin được biết, câu lạc bộ Paris này là một trong những câu lạc bộ nằm trong hệ thống GMG toàn cầu, cũng giống như là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy, câu lạc bộ này có những đặc điểm khá phù hợp, khá thuận lợi với Công Phượng. Việc Công Phượng sang Paris thử việc cũng do là GMG toàn cầu giới thiệu, chứ không phải là trực tiếp câu lạc bộ này mời sang. Bởi việc Công Phượng sang bên đó được câu lạc bộ này yêu cầu phải giữ bí mật cho tới khi Công Phượng làm xong tất cả mọi thủ tục rồi mới được tiết lộ. Chính vì vậy, GMG toàn cầu là đơn vị trực tiếp đứng ra mời Công Phượng và đưa Công Phượng sang Pháp để thử việc. Việc mà Công Phượng đến với câu lạc bộ Paris là câu lạc bộ nằm trong hệ thống GMG toàn cầu, nên lối chơi và phong cách đá của câu lạc bộ Paris cũng gần tương tự như câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Công Phượng hòa nhập với đội bóng và có thể chơi bóng theo đúng phong cách mà mình đã được đào tạo. Theo một số nguồn tin khác thì chúng tôi được biết cách đây hơn 2 năm, thầy gôn của Công Phượng đã từng úp mở về việc sẽ đưa Công Phượng sang thi đấu tại châu Âu, và câu lạc bộ khi đó được nhắm tới đó là câu lạc bộ Paris. Bởi lúc đó thì vị giám đốc điều hành của câu lạc bộ Paris là một người quen của thầy gôn và cũng là một người có mối quan hệ rất thân thiết với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ông đã từng theo dõi Công Phượng và biết được khả năng của Công Phượng, nên mong muốn của ông là sau khi ông mua lại câu lạc bộ Paris sẽ đưa Công Phượng sang thi đấu. Được biết là cái kế hoạch mua lại câu lạc bộ đó của ông sẽ kéo dài trong vòng khoảng từ 2 đến 3 năm. Ông sẽ thâu tóm lại câu lạc bộ. Được biết hiện tại ông đang giữ 15% cổ phần của câu lạc bộ Paris. Tuy nhiên, nhân vật này hiện tại cũng không nắm giữ chiếc ghế giám đốc điều hành của câu lạc bộ Paris nữa. Và kế hoạch mua lại câu lạc bộ này của vị giám đốc đó thế nào thì hiện tại chưa có thông tin gì rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Công Phượng sẽ sang câu lạc bộ Paris thử việc, và điều đó đang được hoàn tất thủ tục để mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch mà thầy Vôn đã tiết lộ bấy lâu nay. Thông tin thêm về câu lạc bộ Paris, hiện tại thì câu lạc bộ Paris này đang thi đấu ở giải League 2, nó có nghĩa là giải hạng 2 của nước Pháp. Ở Paris cũng có một câu lạc bộ hết sức nổi tiếng và gần như hầu hết các fan của bóng đá đều biết, đó là câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Nhưng câu lạc bộ Paris Saint-Germain thì lại thi đấu ở League 1. Chính vì vậy, đẳng cấp của nó cũng hoàn toàn khác với câu lạc bộ Paris mà Công Phượng sẽ sang thử việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, nói về câu lạc bộ Paris FC, dù nó chỉ thi đấu ở giải League 2, tuy nhiên đẳng cấp và sở trường của nó cũng không hề đơn giản. Bởi nếu xét về thành tích của mùa giải năm 2018-2019 thì câu lạc bộ Paris đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Thì cái hệ thống của League 2 của nước Pháp cũng giống như hầu hết các hệ thống giải thi đấu ở các nước châu Âu hiện nay, là nó gồm có 20 đội. Thì trong đó thì có hai đội nhất nhì của giải đấu sẽ được lên thẳng thi đấu ở League 1. Đội thứ 3 sẽ thi đấu cùng với 3 đội khác nữa để chọn ra một ứng cử viên tiếp theo lên thi đấu ở League 1. Tuy nhiên, dù lọt vào vòng playoff để thi đấu chọn ra câu lạc bộ thứ 3 lên thi đấu ở League 1, nhưng câu lạc bộ Paris FC đã không thực hiện hóa được giấc mơ lên chơi ở League 1, nên mùa giải tiếp theo họ vẫn chơi ở giải League 2 của Pháp. Một thông tin nữa chúng tôi cũng mới vừa nhận được, đó là việc Công Phượng sẽ không được đăng ký thi đấu ở V-League mùa giải năm nay. Theo như kế hoạch của giới chốc khu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai,
Dù có thử việc thành công hay không ở câu lạc bộ Paris FC giải hạng 2 nước Pháp thì Công Phượng vẫn sẽ không về nước thi đấu ở giải V-League. Bởi nếu thử việc ở câu lạc bộ Paris thành công thì Công Phượng sẽ thi đấu tại câu lạc bộ Paris FC của nước Pháp. Còn nếu không thành công thì Công Phượng sẽ thử việc ở một câu lạc bộ khác của châu Âu. Theo tiết lộ của ông Tấn Anh, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, được biết thì đang có rất nhiều câu lạc bộ ở châu Âu đã và đang săn đón Công Phượng và mời Công Phượng sang thử việc. Mặc dù đó không phải là những câu lạc bộ quá danh tiếng, nhưng nó cũng là đủ tầm để Công Phượng khẳng định được vị trí tên tuổi của mình ở trời Âu. Có những ý kiến cho rằng là việc Công Phượng không về Việt Nam thi đấu ở V-League cho dù thử việc thất bại ở câu lạc bộ Paris FC, đó là một hành động đẩy Công Phượng thi đấu ở nước ngoài bằng mọi giá. Tuy nhiên, ông Tấn Anh, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì cũng cho biết rằng câu lạc bộ không muốn ép cầu thủ mình thi đấu ở nước ngoài bằng mọi giá, mà hiện tại đây là việc câu lạc bộ muốn tạo điều kiện tốt nhất để Công Phượng thử sức ở nước ngoài. Nếu như Công Phượng thử sức không thành công thì lúc đó câu lạc bộ sẽ có những kế hoạch khác để dành riêng cho Công Phượng. Có thể nói Công Phượng là một trong những cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài nhiều nhất. Hiện nay, Công Phượng đã từng thi đấu tại Nhật Bản và sau đó là tới Hàn Quốc. Tiếp theo, bến đỗ tiếp theo của Công Phượng có thể là Pháp hoặc một đất nước nào đó ở châu Âu. Từ những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn cho thấy chuyến đi này của Công Phượng sẽ có rất nhiều cơ hội và thời cơ mới để Công Phượng thử thách mình. Cho dù ai cũng muốn là Công Phượng sang nước Pháp thử sức sẽ thành công, tuy nhiên nếu mà không thành công thì anh vẫn có nhiều cơ hội khác để thử sức mình. Và tôi cũng như rất nhiều người sẽ tin và tôi cũng như rất nhiều người sẽ tin rằng Công Phượng sẽ gặt hái được thành công. Bởi Công Phượng thành công, nó sẽ là một tiền đề cực kỳ quan trọng, mở ra tương lai cho rất nhiều cầu thủ Việt Nam tiến ra châu Âu. Chính vì vậy, việc Công Phượng ra đi chuyến này, ngoài trọng trách thử sức cho bản thân thì nó còn là một trọng trách rất lớn, đó là tương lai của bóng đá Việt Nam. Nên nhiều người hâm mộ Việt Nam sẽ đặt hy vọng vào anh. Tới đây thì Ngọc Hiên xin kết thúc clip của mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip của Ngọc Hiên. Rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ Ngọc Hiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.